để vợ ở lớp con làm sao? Lớp người ta mới như kia đâu. Anh kiểm tra lớp. Mày cứ ngồi im ở đây. Anh chụp ảnh và anh mang đi. Anh đừng kiểm định nhá. Đừng chạm vào tôi. Vâng, cứ bình tĩnh. Tôi làm việc với anh. Anh chụp ảnh nào. Chạm lốp anh thì sao? Bố ra đi, bố kiểm hết các loại xe, bố chặn lại hết cho tôi nhá. Anh nói lên lại cái xe này. Bình tĩnh. Vâng, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Riêng cái này là anh em không phản đối. Rất ủng hộ BOT Thái Nguyên. Nhưng quan điểm là làm đường ở đâu ta dựng trạm ở đó. Thế thôi. Rồi. Còn chả có cái lý gì cái đường cha sinh mẹ đẻ của chúng tôi đang đi từ thừa hàng bao nhiêu năm nay tự nhiên lại dựng một cái trạm đấy rồi bảo là tận thu phí bảo trì đường bộ. Thế đúng là bạn nói là không tính phản động là đúng. Vâng. Nhưng mang tính cổ động là khó, bởi vì là kêu gọi sự chú ý. Và kêu gọi mọi người ủng hộ thì đấy là gọi là tính cổ động. Đây là, thế nên là mình đây là thay cho cái lời nói thì đúng, đấy là cổ động. Bây giờ tôi lại xe có dấu hiệu vi phạm của chỗ nào? Xe của tôi. Bây giờ tôi có dấu hiệu vi phạm chưa? Xe của anh. Giấy tờ này tôi ngồi đâu? Để người ta đi. Mày mặc cái bộ quần áo chúng mày thích làm thế nào làm khó đâu. Mày tưởng chúng mày ăn cơm của dân, chúng mày ăn nước của dân, chúng mày làm kiểu gì? Ơi ơi. Bố mày đang trả tiền cho chúng mày đây.